Và bà con mình đang nghe giọng nói của tác giả là thiếu tá Lê Quang Vinh, anh là kỵ binh. Bây giờ anh cho biết anh đi lính hồi năm nào? Đi khóa 19 Chỉ huy Thủ Đức năm 1964 và tôi ra trường năm 1965. Rồi trận cuối cùng là cái trận mà anh đánh bộ hổng bài viết ở Cái Răng phải không? Là đó là trận cuối cùng của anh trong đời binh nghiệp phải không? Đúng rồi, cái trận đó là trận ngày 30 tháng 4, là trận cuối cùng kết Là thúc đời binh. cấp bậc cuối cùng của anh là thiếu tá. Tôi được thăng cấp trung tá, mà trung tá ở Trấn Nam đó, nói rồi thì gọi cho Vậy tôi vậy là ổng còn đã thiếu có thiếu cái lon trung tá. ông nói là đánh xong rồi đó về nên gắn ngon rồi ông sẽ thưởng rồi đấy, mà đâu có đánh xong được trận đâu đâu mất luôn. Cái trận này là mùa hè đỏ lửa mà mình sắp sửa mình đọc đây là cái trận năm 1972. Lúc đó anh đang giữ chức vụ gì? À, lúc này là đại úy chi đoàn trưởng chi đoàn 18 phải không? Rồi anh cho biết tại vì những người mà trong quân đội á, thì người ta biết, còn thế hệ sau này á, nhất là mà mấy em mấy cháu sau này á, hỏi mình hoài à, một thiết đoàn là ra sao, rồi một chi đoàn là sao, rồi chi đội là bao nhiêu xe hoặc là bao nhiêu cái đầu Một chiếc đoàn sẽ có 3 chi đoàn tác chiến và chi đoàn chỉ huy công vụ. Nếu là mà giống như là trung đoàn của bộ binh vậy à? cũng giống như vậy đó. Nếu mà ở vùng 1, 2, vùng 3 thì chỉ có 2 chi đoàn thiết kỵ và 1 chi đoàn chiến xa. Và ở riêng vùng 3 và vùng 2, vùng 1 đó thì có thêm một chiếc đoàn chiến xa M48 nữa. Còn ở vùng 4 đó, thì tất cả 3 chi đoàn đều là chi đoàn thiết kỵ hết. Và một chiếc đoàn có chi đoàn thiết kỵ. Nó khác chỗ nào giữa chi đoàn thiết kỵ với chi đoàn chiến xa? Chi đoàn thiết kỵ thì sử dụng M113, còn chi đoàn chiến xa thì sử dụng chiến xa M41 và M48. Mà cái loại nào lớn hơn loại nào anh? Loại M148 thì trang bị sau này, sau năm 72 thì mới có. Còn M41 thì có từ năm 70, từ năm 69, 70 đó là bắt đầu có đó. Mà loại nào nó bắn ngang với T-54 của Cộng sản? Nếu mà tính về khả năng bắn đó, thì nó tùy theo loại đạn. Tức là một một M48 thì nó có cái hệ thống ngắm của nó đó, là nó điều chỉnh đắt xạ bằng điện. Tức là anh đưa cái chữ thập vô cái mục tiêu đó là tự động nó cho anh biết là cái khoảng cách bao nhiêu, và anh chỉ viền vặn cái đó lên là nó sẽ đi ngay kia. Còn M41 đó thì anh phải nhìn bằng mắt và anh ước lượng mục tiêu để mà anh bắn, nó khác nhau vậy. Còn loại đạn thì ví dụ như M41 thì nó có loại đạn 200 C120, C121, C122, C123, C124, C125. Thì cái loại đạn chống chiến xa nó có hai loại, là một loại để bắn cái loại thiết giáp mỏng đó, với phá cái lô cốt đó, thì cái đó nó là C110, nó giống như là cái xì dầu á. Còn cái loại đạn chống chiến xa hạng nặng đó, cái là C124, nó gọi là xuyên phá siêu tốc, nó có thể xuyên phá được 600 cây thép. Nếu mà bắn quá đó thì cái đoạn lòng súng đó nó mau hư, nhưng mà phải biết cách sử dụng. Có nhiều người không biết sử dụng loại đạn đó, tức là không có kinh nghiệm đó, cho nên sử dụng sai loại đạn nên bắn cái tia da của nó không 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 cháy là như vậy. Còn nếu mà anh sử dụng đúng đạn đó là một viên là đi luôn. Vậy là trong những năm anh ở trong thiết giáp, anh có đi qua bên Campuchia dự cái trận mà
đánh sang Campuchia mấy cái trong cái mấy cái hồi ký của mấy ông thiết giáp đi qua với biệt động quân đó, hồi tướng Đỗ Cao Trí đi, anh không có đi qua. Tôi có đi qua cũng bị Campuchia 2-3 lần đó. Dạ. Tướng Nguyễn Thanh đó, là cái khi đó đó, là tôi là chi đoàn trưởng chưa được 2/9 là chi đoàn chín rồi, lúc đó Ồ. tôi chưa đổi lên trên. Dạ. Thì chi đoàn lúc đó đi qua bên Campuchia 5 thiết đoàn, tức là 15 chi đoàn tác chiến, đụng trận nó lớn lắm. Thì chiếc trực thăng của ông Thanh nó bay ngay trên đầu tôi này. Dạ. Rồi đụng một chiếc cầu chiếc Cobra đó rớt ngay cách. Ồ, vậy là lúc đó là ông Nguyễn Nhất Thanh ổng bị rớt trực thăng chết đó, là lúc đó là đang ở giữa cái trận ở bên Campuchia. Lúc đó ở chỗ Mỏ Vẹn đó, cái Dạ trận đó dạ. chỗ Mỏ Vẹn đó, Dạ dạ. trận đó là tôi chết là một sĩ quan là chú ý hiếu, mà tôi hơi ân hận cái là khi chi đoàn di chuyển qua xuống 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 Châu Đốc để mà qua bên Campuchia đó, thì khi đi qua cái dầu đó thì là nhà ông chú ý hiếu đó ở ngay tại đó, ông nói tôi là sau này vợ tôi sắp sanh thì khi mà qua bên kia và ấy tôi nhận được cái công điện đó thì anh ta cho tôi về phép. Tôi nói được rồi, qua nó khi nào mà có đó, hiếu nói đó, là tôi sẽ ký cái giấy phép của lên trực thăng này về. Dạ. Qua đó ngày hôm sau ông bị chết, thành ra tôi ân hận suốt đời tôi cái đó. Nếu mà tôi ấy đó, tôi cho ông ở nhà lúc đó đó thì ông không chết. Bây giờ em hỏi anh trở lại cái vụ mà cái đồn mà Trần Quang Tống cái hồi ký hôm trước mà anh có gửi cho đọc đó, cái sự dã man của cộng sản đó, anh kể lại cho bà con mình nghe cái đoạn đó khi mà nó mổ bụng nó chặt lòng. Khi mà chưa làm tôi đánh tới đó thì lúc đầu đó nó sử dụng cái hỏa công để mà nó nghĩ rằng chính xe tôi xăng nhiều và nó đốt như vậy, tức là xe tôi chưa nào cũng cháy ở chỗ đó. Dạ. Nên tôi lui trở lại tại vì nó cháy hết cái tới cái bờ con nhỏ đó thì nó không được quan kinh được, nên tôi để cho cháy hết từ đó. Bắt đầu tôi dùng 81 đó, tôi bắn gần xuống cuối tầm cho là gần tới cái mỹ làng đó, dạ. Nó cháy từ trong cháy ra. Rồi bắt đầu ở đây tôi tấn công lên, cho nên nó vừa bị chết ở dưới hố, chết vì đạn, chết vì cháy, nó chết anh nhìn thê thảm lắm. Yeah. Nhưng mà khi tôi vũ tới ở trong đó đó, mà một sĩ quan mà tôi gọi tôi báo cho biết đó, tôi vô tôi thấy cảnh tượng mà tôi rớt trong mặt tôi luôn. Tôi không thể tưởng tượng được con người mà nó dã man cái cỡ đó đó. Những quân nhân chết đó thì cái đó là mình sinh nghề tử nghiệp, cái đó là mình chịu rồi. Nhưng mà còn những người đàn bà con nít mà nó giết, em biết là vô trong đó đó, có người bị nó bổ bụng, có người bị nó chặt đầu, có người nhất là chừng 7-8 phụ nữ đó, nó một trần chuồng, nó lấy cái cọc chạp nó đóng một chữ kín, nó dựng mấy trước sân 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 cờ. Anh tưởng tượng có con người mà như vậy thì nó đâu phải là con người đó, nó là thú vật. Tôi giữ nó bắt tôi thấy rồi. Khi mà ông chú bác sĩ nói tôi nhờ tôi với bộ binh đó là kiếm công xô gói những người đó rồi muốn thắt rán đưa ra ngoài chỗ có sinh đó để ông sẽ chuyển về tỉnh, thì anh biết là mướn cái khu đó là toàn là khu của chỗ đó không à, mướn mượn nó không cho người. Đến khi xong tôi mới nói là tôi nói nghe bộ binh con cái suối đó, bây giờ tôi mướn 20 cái xăng trong một chiếc xuồng mà chạy mấy cái số đó thì nó chỉ hết chừng chưa tới 1 lít xăng thôi, mà tôi trả 20 cái xăng rất là nhiều chứ gì. Rồi tôi mướn được 10 chiếc, tức là tôi trả hết 200 cái xăng. Tôi kêu bỏ hết cả lên trên xuồng chở ra ngoài khó sinh. Tôi vẫn nằm trong này để tôi đợi, để khi ra tới ngoài đó thì tôi bắt đầu tôi bố trí đóng quân đêm, đợi cả tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ ở ngoài báo chưa nhận được. Tôi mới nói bộ binh đi cập sát một kênh, tôi chạy sát ở ngoài thì chạy khoảng chừng 2 cây số đó, thì nó bộ binh báo là thấy mấy phát đó nó vứt xuống sông nổi lành bành đó, mà xuồng cập bến bên kia cả đống đó. Tôi cho bộ binh qua bên đó, tôi bắn Đại Liên đó để yểm trợ qua đó, lấy lại xuồng, rút lại xác, bỏ lên dân xuồng, đưa ra ngoài có sinh. Mà cái việc này đó, tôi đã viết và tôi nói chuyện với đại tá.
Mấy việc đó ông Việt cũng nói là ông sẽ đưa cho cựu đại sứ Bùi Diễm để đưa ra Liên Hợp Quốc để nói về cái tụ gian ác, gian ác của nó. Anh thấy là tụ cái gian ác này cũng y chang tụ Nga bây giờ nó đối với dân Ukraine đó, nhưng mà không hiểu sao cái vụ đó chìm xù luôn. Cái đó là xảy ra năm 1975 mà mấy cái thằng mà giết người đó nó thuộc gì, gì địa phương hay là ngoài Bắc vô? Không biết được, nhưng mà cái thằng trung đoàn trưởng của nó chết ở cái hầm đó, tất cả cái đám chủ yếu nó là tôi bọc chết ở cái hầm đó. Cái đám nó thuộc sư đoàn mấy? Tôi nghĩ rằng trong số đó có một số cái dân viên chức của chủ cộng sản đó, cho nên nó trả thù, nó thù dữ lắm. Nó thù dữ, thù luôn tới vợ con lính nữa. Dạ, cái tội nghiệp. Anh thấy được mấy đứa nhỏ đã 2-3 tháng, 6-7 tuổi á. Có đứa bị nó vặn cổ, chạy ra sau, nó vứt xuống xuống. Wow, ra, cái đó kinh khủng. Có người ác, dễ sợ. Còn anh là gia đình tài lực hay là tài lộc? Tài lực. Tài lực hả? Khi mà trên, đó là cái danh hiệu truyền tin của đơn vị đây. Dạ. Cái này anh giữ tới cuối cùng hay là chỉ có trên trận mùa hè đó lửa công tâm à? Công cái danh hiệu đó khi mà ở mỗi một đơn vị mình có một danh hiệu riêng. Ồ, khi mà về tới với dùng 4 này thì đổi khác rồi. Ở số 4 thì nó gọi tôi là 27. 27. Danh hiệu tôi là 27. Rồi cái trận mà đánh ở ngã năm Sóc Trăng nữa, cái đó năm mấy anh? Bảy từ hả? Ở đánh xong cái trận ở dưới Bạc Liêu rồi anh có chạy xuống Cà Mau nữa phải không? Có, tôi xuống Cà Mau. Xuống Cà Mau cũng bị cái ấy mà cái đám đặc công nó theo tôi xuống đó đó. Dạ. Vì ấy cái đó sau Cà Mau là tôi về trên Cái Răng đó. Rồi xong cái Cà Mau rồi chạy lên Cái Răng là bắt đầu tới tháng 4 rồi. Đó là tới tháng 4 nó chưa ở chỗ Cà Mau, đến lúc đó khoảng chừng tháng 3, tháng 2, tháng 3 đó. Dạ. Khi mà xong cái Răng rồi là nó kiếm bất kỳ con không? Nó trả thù. Nó kiếm tôi, nó mà bắt đầu tôi lúc đó là nó một tôi, nó không cần ra video hết trơn. Anh kể sẵn anh kể luôn cho bà con mình nghe cái vụ mà khi mà ở tù mà cái nó làm cái tên mà Lê Quang Vinh với Lê Quang Vinh đó, một cái có rê cái không có rê nó thả làm người đó. Lúc tôi ở tù thì tôi không nghĩ rằng là tôi được về. Thế rồi tới cái kỳ đó mà tôi bị đau, lúc đó tôi bị một hai chân, tại vì tôi bị nó cung ở dưới hầm tối đây, dưới hầm nước đó, nước cái ngang bụng này ở dưới hầm đó. Nó đóng cái cọc sâu, nó xói hai tay phía sau đó, nó cùng cái chân ở dưới nước đó. Lúc đó anh đã chạy nào? Ở chạy Tân Lập. Tân Lập. Là tỉnh gì? Vĩnh Phú đó. Vĩnh Phú vậy? Dạ. Rồi anh tổng cộng mấy năm? Tôi bị hết 8 năm rồi. 8 năm mà nó thả làm người chứ đâu phải thả anh đâu. Phải không? Hả? Nó thả lầm người chứ. Tại vì trong cái giám đốc có hai người tên. Một anh kia đó là đại úy Lê Quang Vinh. Tức là chữ Quang đấy là quan quyền, không có cái dê. Rồi. Còn tôi là Lê Quang Vinh. Quang là Quang Vinh đấy là sáng láng đó. Rồi. Thì lúc đó là tôi đã khỏi bệnh rồi. Thì nó tôi ấy thì nó cho tôi có cái đội trồng rau. Thì có một anh bây giờ bên ở bên Canada đó, ở ấy đó, anh cũng tên là Vinh đó. Nguyễn cái Vinh gì đó, đó anh ở cùng của tôi á. Yeah. Rồi lúc mà nó gọi tên cho về đây thì nó gọi là Lê Quang Vinh. Tôi thấy cái tên không đúng tôi, mà nó để là cấp bậc đại úy, không đúng tôi. Right. Tôi không đi, tôi không ngồi, tôi không đứng dậy. Thế cái tên quản giáo đó, tên nó cũng tốt. Nó ra nó đóng áo đồ sách lên. Ủa, anh muốn ở đây để mà ăn cơm tùng mãi hay sao? Tôi lên nữa, tôi đứng lên, nó giao cho tôi cái giấy ra trại đó.
rồi tất cả đi qua bên trại năm đó để mà đi về đó. Còn nơi Quang Vinh kia đó thì ở 12 năm đó. Đấy mà cái tiền đặt đầu thiết giáp đó gặp nhau đó, nó chửi tôi đó, mày về mày lấy tên tao mày về, làm tao sợ chứ. Đăng ký 12 năm luôn, đại quý. Nhưng mà về Sài Gòn đó, khi tôi đi nhìn trình diện đó, tao thấy cái tên khác là cái tên ở đó, nó bắt đầu nó chửi tôi. Nó, tôi trình diện ở phường chứ, phường nó đưa lên quận, quận nó kêu tôi lên thành, tôi lên thành. Nó nói tôi, nó hỏi tôi một số câu cái, nó nói tôi lên trình diện tiếp, tôi biết là không xong rồi. Tôi bật lên. Giọt. Thành như tôi. Ông là may mắn á. Bây giờ mà thì con số tôi cũng được, cũng gặp may nhiều anh. Anh đi vượt biên phải không? Dạ, tôi vượt biên em. Tôi vượt biên ở Vũ Cầu. Mà tôi vượt biên hai lần với Pháp. Lần đầu đó thì chiếc ghe bị đắm. Tôi có một đứa cháu, con một chị gái bị chết. Thì khi mà đắm cái ghe nó bị bẻ lên đắm đó, thì ở trên ghe đó có mười mấy cái can nước đó, mà trên ghe ghe nhỏ thôi mà bốn mươi mấy năm chục người, cho nên tôi đổ hết cái nước đi đó với can lượng dầu á, tôi chia mỗi người một cái thì tới tôi không còn gì nữa. Thì tôi ngồi trên đó tôi nói là nó bắt được mình thì cũng chết, mà cái này cũng chết. Tôi kể số bạn, đến lúc chiếc ghe nó chìm hẳn xuống thì tôi mới lấy một miếng ván, tôi ôm lên, tôi ngồi nằm trên miếng ván đó. Thì tụi công an biên phòng nó chạy ra, khi nó chạy ra thì tôi nằm ở dưới miếng ván, tôi lấy hai ngón tay tôi đỡ miếng ván để tôi thở thôi. Nó quần từ lúc 7 giờ sáng mà cho tới 3-4 giờ chiều, mà tôi cứ chịu như vậy đó. Đến chiều nó thấy là hết rồi, nó bắt được hết, mà trừ tôi là tôi dưới miếng ván mà nó bập bình thì nó thấy không có người nữa, nó không ấy. Thì đến khoảng chừng 5 giờ, 6 giờ chiều đó, trời mà tối đó, lúc đó tôi vừa nói vừa khát, mệt đó. Thì tôi nó lên trên cái ván, tôi nằm ở trên đó để cho sóng nó đưa đẩy đi. Thì có một chiếc ghe đánh cá có hai cậu thanh niên thì chạy ra đó. Thì tôi kêu lên là cứu tôi. Thì tôi kêu đến lần thứ năm thứ sáu đó thì họ nghe được, họ mới chạy vòng qua đây. Thì có một anh hỏi tôi cũng là khoảng 17-18 tuổi thôi, có phải vượt biên hồi sáng không? Tôi nói phải. Thì cậu thì nghe vô kéo tôi lên xuồng, thì tôi giúp mà bật bật đó, thì cậu nó lấy một quần áo của cậu đó đó đưa cho tôi khoác lên người, rồi cho tôi một miếng cơm vắt đó, với lại một đống nước, thì tôi ăn lên thì tôi chó này cậu nó là bây giờ em sẽ đưa anh đi vô trong, nhưng mà anh phải nằm ở dưới để em lấy cái tấm cái lưới để em phủ lên trên anh, thì còn em mới vừa ra đi vô đó là nó hỏi đó, thì tôi cũng chịu, thì tôi nằm ở dưới, anh ấy đắp cái lưới lên trên tôi. Rồi anh đưa tôi tới tụ bên phòng đó, nó hỏi tại sao ra này về, anh ấy nói là quên đồ phải vô lấy. Thì tại đi vô đó họ không hỏi chứ đi ra đó, nó xét kỹ lắm. Nên nó cho như đâu, anh đó chở tôi vô chụp bến đá đó, anh nói là tôi không thể chở anh tới chỗ anh muốn được, bây giờ tôi thấy anh lên đây, anh nội bộ, nội nước vô, anh đợi có chiếc xe lan nào đó, anh đón họ. Anh cũng cầu thì tôi không có tiền, thì hai anh đó cho tôi 2 đồng, nói là anh lên trên đó anh đón xe anh về. Thế biết là lúc đó quần áo ướt nhẹp mà đi chân đất, thì tôi đợi một hồi, tôi đi được một hồi thì có một chiếc xe lam nó đi ngang, tôi ngoắc lại thấy cái người xe lam nó cũng rất tốt, họ ngừng lại, họ thấy đồ tôi ướt hết. Thế thì họ hỏi tôi muốn về đâu, tôi nói địa chỉ ở Vũng Tàu mà gia đình tôi quen đó. Thì họ đưa tôi tới đó, họ nói là anh ngồi ở sát đây này, nếu mà có ai hỏi đó thì cứ nói là người già tôi. Anh nói là tôi biết anh vượt biên buổi sáng nó bắt nhiều lắm. Rồi họ đưa tôi về Vũng Tàu cái chỗ nhà quen đó. Rồi hôm sau bà vợ của cái ông đó là về Sài Gòn nói mẹ tôi đó là tôi đang ở đó. Thì bà mẹ tôi lấy cái giấy chứng minh nhân dân, cái giấy của ông anh trẻ tôi đó, và chị gái tôi đem ra Vũng Tàu mang tôi về Sài Gòn. Rồi 3 tháng sau đó, rồi tôi lại vượt biên lần thứ hai thì tôi đi thoát. Ông may mắn nhiều chặng quá hả?
Tôi nghĩ là bị bắt hết rồi, còn có mình dành tham gia bà bên. Rồi anh qua tới bên trại nào? Bồ Lô Bị Đông hay là Ga Lăng? Tôi được tù ở Anabot, đi vô trong Singapore. Ồ. Đó. Vô Singapore rồi. Lúc đó tôi không muốn đi Mỹ lúc đó. Mà tại vì em tôi ở bên Canada đó. Nên tôi xin được thời gian là tôi ở với em tôi. Tôi qua bên đó rồi tôi lập gia đình với bà xã tôi bây giờ này. Nên tôi phải qua đây tôi ở bên này để mà làm nhiệm vụ. Vậy hồi xưa là cũng là dân Canada hả? Sao ạ? Hồi xưa cũng là dân Canada hả? À, tôi là dân Canada, tôi có quốc tịch Canada mà. Hồi tôi anh... có quốc tịch Mỹ và Canada luôn mà. Anh ở bang nào? Tôi ở... Hồi tớ mới tới tôi ở Calgary. Oh, ok. Rồi sau tôi xuống Halifax. Và chị tôi ở Halifax. Rồi tôi lên tôi đi làm ở Toronto. Rồi tôi qua Mỹ. Chị cũng lận đận tùm lum chỗ hết trơn ha, từ Canada à, giờ mang quốc tịch Mỹ rồi. Giờ ông tới hai quốc tịch Canada với Mỹ phải không? Dạ. Bây giờ có những thắc mắc mình đã hỏi mà chưa hết đâu, thôi để đó đi, tại thời gian mình có hạn, mình phải dành 30 phút để mình edit cái bài này lại nữa, tại vì có nhiều cái chỗ mà giống như mình không rõ phải hỏi lại anh. Bây giờ cái tựa nó là cuộc tử chiến trong nghĩa địa để cứu thành phố công tâm của chi đoàn 18 chiến xa. Đấy, phải không anh? Dạ. À, bây giờ em đọc lướt lướt chỗ nào sai, cái chỗ nào không hiểu hỏi anh nha. À, dạ. Mới vô là người sống không yên, mà người chết cũng không yên. Và thành phố công tâm sẽ biến thành biển máu nếu chúng tôi thua trận này. Trận ngày tử chiến trong nghĩa địa phía bắc thành phố gần như quyết định số phận của thành phố sương mù này. Bản doanh sư đoàn 22 bộ binh tại Tân Cảnh, thất thủ. Tân Cảnh... Gió hú trên đỉnh cây, sơn xa trên đỉnh núi. Ok, đại ca đọc đi. Gió núi, gió hú trên ngọn cây ha anh. Gió hú trên đỉnh cây, sơn xa trên đỉnh núi. Sương xa, sương mù, sương xa, ok. Rồi anh đọc tiếp, có chỗ nào không đúng thì tôi sẽ... Dạ. Tân Cảnh phủ một màu tan trắng. Anh em đau lòng về những mất mát đau thương của quân bạn. Mỗi ngày chi đoàn mở đường lên Võ Định để tiếp ứng những anh em còn lại của sư đoàn 22 bộ binh và quân dù. Trung tá Nguyễn Đình Bảo vắng mặt. Anh không trở lại, anh vĩnh viễn nằm lại chặt ly cùng với xác thân của anh em dù thuộc tiểu đoàn 11. Đoạn đường trách nhiệm ngày một rút ngắn lại. Hôm qua tới Ngô Trang, hôm nay tới ngã ba Vườn Thôn. Bắt quân bám theo bước lùi của quân ta để tiến dần về công tâm, uy hiếp và chiếm công tâm. Không còn là ý đồ, mà là mục tiêu, quyết định của bắt quân. Công tâm căng ra từng vùng phổi anh à dạ yeah. Công tâm căng ra từng hơi thở, trận thư hùng đẫm máu đang hình thành trong từng bước di quân của cả Nam lẫn Bắc quân. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, cái giá bảo vệ công tâm đã được quyết định trong đầu của tư lệnh sư đoàn 23 và là tư lệnh chiến trường Lý Tông Bá và những chiến binh dưới quyền đủ mọi binh chủng. Các vị trí của địch đã buộc đội hình phòng thủ của chi đoàn phải thay đổi để thích ứng. Lúc đầu chi đoàn đóng quân tại mặt Tây Bắc thành Đáp Pha, rồi chuyển qua khu nhà của cố vấn Mỹ, bị tan hoang trong kỳ Tết Mậu Thân, và cuối cùng vết xích chiến xa lại lăn qua doanh trại cũ của chi đội cơ giới V-100.
của tiểu khu Nam về phía Bắc của bộ tư lệnh sư đoàn bên cạnh Nghĩa Trang. Xác con Lậu dẫn đi Tân Cảnh, đến được vị trí chỉ định khi mấy đứa con đã về đầy đủ tô bốc máy gọi. 23 đầy tài lực, một nghe hai nghe ba nghe, tất cả các thẩm quyền tới 51 họp, 51 anh. À, 51. Trong buổi họp khẩn của toàn bộ sĩ quan chi đoàn, tôi phân chia chi đoàn thành hai cánh. Cánh Alpha gồm 6 chiến xa án ngữ mặt Bắc và kiểm soát con lộ từ Tân Cảnh về Công Tâm. Cánh Bravo gồm 10 chiến xa giữ mặt phía Tây, ẩn nấp trong khu nhà đổ nát. Chiến xa sẽ nằm chìm sâu dưới cát. Ủ đất đổ. Chỗ cho xe. Ồ. Đổ cho xe ủi đất thực hiện, phải không? Với bờ thành bảo vệ xe. Các cấu trúc này lẫn lộn trong các vách nhà đổ nát, nên vị trí các chiến xa giấu kín khó bị phát giác, khó bị địch phát giác từ xa. Doanh trại của chi đội V-100 chỉ có những vị trí lộ thiên được bao bọc bằng những thùng phi đổ đầy cát, với ba lớp bao cát xếp bên ngoài tương đối khá an toàn cho chiến xa. Khi tất cả chiến xa đã nằm trong vị trí chỉ định và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau lệnh của sư đoàn ban ra sáng ngày 14 tháng 4 năm 72, tôi và các sĩ quan thay nhau thăm từng ụ chiến xa, coi lại nhiên liệu đạn dược, thử tất cả máy truyền tin, viếng từng xa đoàn, bản danh sư đoàn 22 bộ binh tại Tân Cảnh. Tin tức cho biết Bắc quân đang tiến dần về Công Tâm, ngày đêm tinh thần mọi người căng thẳng, chờ đợi một trận đánh kinh hồn. Không thắng là cấp vị trí tác chiến sẽ thành tử địa, không thắng thì Công Tâm sẽ tan tành. Sẽ trong tay địch, Công Tâm sẽ thành biển máu. Là mình kêu nó đọc tự động, nó đọc sẽ thành biển máu như Tân Cảnh. Ngày tôi nhìn sâu vào các nẻo đường mà địch có thể tấn kích ban ngày, tôi nhìn như xé màn đêm các vị trí khả nghi mà địch có thể tập kích ban đêm. Ngày hay đêm gì thì tất cả gia đình, thiết bị và sư đoàn 23 cũng phải giữ cho được Công Tâm và phục hận cho Tân Cảnh, cho Trạc Ly, cho quân bản ha. Đêm lạnh và yên lặng, tất cả như chìm sâu vào giấc ngủ. Tới gần sáng, cây xanh còn mơ màng trong giấc ngủ, thì bóng chim muôn thức giấc giật mình, vỗ cánh hoảng hốt, bay ở hướng phòng thủ của trung đoàn 44 bộ binh và trận chiến mở màn. Dạ, trung đoàn này có Ngô Văn Xuân nè. Bắc quân tiến vào vị trí tấn công với sự yểm trợ của chiến xa T-54 của địch. Lệnh báo động tác chiến băng ra, các máy âm thoại mở thường trực để nhận lệnh. Bravo sẵn sàng khai hỏa, số đầu và chính xác. Tối đa và chính xác khi đề. Khi địch xuất hiện. Trong tầm bắn hiệu quả, Bravo nhận rõ năm. Alpha cho di chuyển qua khu trại cưa ẩn nấp sau những đống gỗ. Alpha nhận rõ năm. Cái chỗ mà chạy cưa này nghĩ biết bao lâu mới ra chứ chạy cưa, không biết là cái gì, không biết. Tất cả các... Đó là cái chạy cưa ở cái này, cái nghĩa địa đó. Dạ. Cây nó xả, nó chất, chất cao quá. Dạ. Tất cả các đứa con đã dàn đội hình chuẩn bị tác chiến theo chỉ thị. Sau lưng chúng tôi là tuyến phòng thủ của trung đoàn 45 bộ binh. Phía ngoài khu nghĩa địa gần bờ suối, đối diện sườn đồi trước mặt, từng phân đội một, mìn chiếu sáng và mìn Claymore được gài hai ba lốt.
Những vị trí được chỉ định và hỏa lực quân phòng thủ sẽ đổ lửa vào mục tiêu khi mìn chiếu sáng và mìn Claymore khạc nổ hả? Đúng. Theo dõi diễn biến trên hệ thống truyền tin của Trung tâm Hành quân Sư đoàn thì được quyết định tấn công vào vị trí phòng thủ của Trung đoàn 44 bộ binh tại Vườn Thơm vô cùng dữ dội. Tuyến phòng thủ này là con lộ đất chạy dài từ quốc lộ 14, đường từ Công Tâm đi Tân Cảnh, thọc xuống tỉnh lộ đi Poly Clan hướng dẫn là gì? Tân Cảnh sọc tới tỉnh lộ đi Poly Clan thôi đó. Thì sao nó có chữ hướng dẫn đây nữa? Chắc nó dạy nó dư. Một cánh quân khác của địch tiến theo quốc lộ 14 xuống khu đất phía tây bắc thành phố thuộc khu vực trách nhiệm của cánh Bravo. Tôi nhận được báo cáo nóng hổi của chiến xa nằm ngoài cùng cánh Alpha. Trình tài lực, có tiếng động cơ xe di chuyển. Địch đã qua khỏi cổng nước dưới con dốc và đang ép dần về hướng nam đối diện cánh Bravo. Đêm cao nguyên sương mù dày đặc, mưa lất phất, mắt thường khó phát giác mục tiêu trong khoảng cách xa 100-200 mét. Bắc quân đã di chuyển theo màn đêm và màn sương mù, cộng với cái lạnh của đêm mưa trên vùng cao nguyên. Những hạt mưa, những hạt sương, những cơn gió núi sắc se thổi vào da thịt những người chiến binh, phủ vào đầu súng lạnh và vách sắt chiến xa. Những người chiến binh mắt vẫn đăm đăm hướng về phía quân thù. Người lính đã phải vận dụng cả tai, mắt, mũi để nhận ra bóng địch, để nghe âm thanh của chiến xa địch và để ngửi mùi xăng xa tăng địch. Tiết mục trò chuyện cùng tác giả. Phần thứ nhất cùng Thiếu tá Lê Quang Vinh đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai. Trò chuyện cùng Thiếu tá Lê Quang Vinh của tiết mục Trò chuyện cùng tác giả.